Ok rồi xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình thì uh, đây anh em nhìn thấy đây <laughs> hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em uh, kiếm uh, tiền ở trong game ha anh em uh, Nói chung là cái uh, mình thì mình rất là ghét cái việc mà trao đổi trong game tại vì cái khả năng dẫn tới cái việc mà bị mất tài khoản rất là cao nhưng mà mình vẫn sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền để các bạn muốn mua gì các bạn mua cái đó là cái đó là quyền của các bạn và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn kiếm tiền ha kiếm tiền nó rất là dễ ở trong game cho những bạn mới chơi luôn các bạn rất là dễ các bạn chỉ cần sắm một cái kệch tim gọi là tim ba ton bát là các bạn có thể có thể kiếm được một cái khoản tiền nhiều thậm chí là các bạn có thể kiếm được một triệu giống như mình ha thậm chí là nhiều hơn các bạn mua những cái con Pokemon mở luyện sẵn luôn rồi đây thì uh, chắc là khó hay chắc là khó cho các bạn khi mà các bạn tìm uh, vài con như vậy ví dụ như là con cô tâm ne à, con cô tâm ne này thì uh, sẽ phải chuyển cái đuôi quýt zero cho đối thủ thì có thể là các bạn uh, cái con đầu tiên là cái con vịt thì các bạn con vịt thì các bạn bắt level nào cũng được miễn là nó có Symbol Beam là được đấy các con một con vịt này không bắt các bạn đeo vật phẩm gì hết đấy không? tại mình đeo thêm cho đẹp thôi đấy thì con vịt này các bạn bắt như nào cũng được miễn là nó là con vịt là được đấy còn con điên lét này các bạn muốn bắt như thế nào cũng được điều kiện của nó chỉ cần là có styrox với lại memento thì hai cái chiêu này các bạn học là được đấy thì level nào hình như level nào cũng được không nó không ảnh hưởng Tại <laughs> vô là chết à rồi đây là hai con rồi, đúng không <laughs> một con nữa thì bây giờ là bây giờ là tại vì là mình chơi con thôi chứ thật sự là mình chơi con gì cũng được nha các bạn con gì có flash là được ha à, tại vì là mình muốn làm tim an toàn thôi chứ thật sự là các bạn không cần thiết phải có một cái con Braylum luôn tại giờ mình thấy một con con khác có flash luôn cho các bạn coi nói chung là để dành mình sẽ tối ưu hóa cái tim kiếm tiền cho tất cả các bạn nào mà mới chơi luôn tức là nếu mà các bạn mới chơi á <laughs> <laughs> các bạn sẽ không có thể bắt Braylon Poison Hill tức là các bạn sẽ tốn một cái thời gian rất là cao đây giờ mình sẽ xài con Pikachu luôn các bạn có flash luôn các bạn không xài tới con khác luôn các bạn thấy không giờ mình xài Pikachu luôn nha mình sẽ tháo ra mấy cái vật phẩm ra luôn đấy ba con này không lẽ giờ các bạn bắt không được giờ còn con cô tông ne này thì các bạn có thể thế bằng con mèo đó các bạn các bạn biết con mèo không mình thì không nhớ tên con mèo đó con mèo hệ thường của đội quả tiễn các bạn con mèo đó là cái gì ta đây nè con mèo đây nè con 52 con mèo này sẽ sợ lên thành con 53 tức là con mèo này nè các bạn các bạn luyện con mèo này con mèo này thì các bạn cần tóc nha các bạn các bạn cần cần tốc độ cao nha các bạn con mèo này bạn phải bắt tóc cao thì cao và phải xanh tại vì và các bạn phải luyện cho full tóc cho mình thì các bạn sẽ thấy được con cô tâm ne tại vì là ở bi của con cô tâm ne là bị rangster ha với lại nó có quý chê thì con mèo này cũng có quý chê nhưng mà con mèo này không có bị rangster tức là nó không đánh trước nên các bạn nếu mà các bạn có nếu không bắt được cô Tom ne các bạn có thể thay thế bằng con mèo này nhưng mà các bạn phải tóc cao thì cao luôn thì các bạn mới may ra mà đánh trước được tụi nó <laughs> tóc cao cũng được nhưng mà nói chung là miễn là hơn tụi nó là được rồi đấy thì uh, đó các bạn sẽ đi kiếm ba uh, con này một là các bạn kiếm uh, chắc chắn là con cô Tom ne là phải có hoặc là con mèo ha ba con trên các bạn kiếm được rồi cái thứ hai á là các bạn sẽ kiếm cho mình một con Gorepit. Gorepit thì các bạn đi tới cái uh, cái vùng nước của uh, Cineba Island thì các bạn sẽ tìm rất là nhiều con um, clamper rất là nhiều, thật sự rất là nhiều luôn nhé các bạn. Cái con này rất là nhiều ở đó các bạn cứ bắt đại con nào cũng được ha, chỉ số nào cũng được miễn là các bạn luyện cho nó lên level 100 và các bạn phải học cho mình chiêu Substitute, Baton Pass, salesmon ha. Substitute, Baton bass nếu được thì các bạn học aquarium luôn nhưng mà ở đây mình học waterphone để mình di chuyển cho nó dễ. Còn một con cuối cùng là chắc chắn là các bạn phải bắt banh rồi ha rồi đấy thì ba uh, con trên thì các bạn dễ rồi giờ các bạn chỉ cần kiếm ba con dưới mà con goro thì thì dễ ẹt rồi. Cô tâm ne thì có thể thay thế banh goro thì các bạn cũng có thể thay thế được bằng con 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 khỉ các bạn, con khi á bạn có thể thay thế cả con banh goro luôn. Đấy các bạn thấy rất là đơn giản luôn thậm chí là các bạn có thể đó, con này là các bạn học cho mình power trip, ha power trip con này là được. Đấy các bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn, một cái tim mà kiếm tiền rất là đơn giản luôn rồi giờ mình sao mình kiếm tiền đây. Giờ các bạn sẽ đi kiếm một số cái con boss trên đầu có chữ đỏ các bạn đánh. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm một con boss đánh cho các bạn coi nha, chứ uh, Cellular City không biết được boss trong này mình đánh chưa nữa. Rồi giờ mình sẽ đánh con boss uh, cho các bạn coi để thử coi là uh, mình có kiếm tiền được hay không chứ mà các bạn nói anh, nói anh nói anh nói hay nói không à chứ anh không có không có không có đánh được à, anh hay nói mà không đánh được thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình đánh thử một con con bot cho các bạn coi để các bạn biết là mình không có nói điêu ha không có nói điêu với các bạn bot nào cũng được nhé các bạn nói chung là rất là đơn giản để đánh bot thôi rồi bây giờ mình sẽ mình sẽ vô cái hang ở trong này, mình hình như con con boss trong này mình chưa đánh hay sao, mình cũng không nhớ là mình đánh chưa đó. Nếu mà mình đánh rồi thì mình đi kiếm boss khác mình đánh. Nó rất là dễ, level nào cũng được, chỉ có một vài con là cần thiết level 100 thôi. Ví dụ mà mình nghĩ chắc là chỉ có mỗi con Pangoro là cần level 100 thôi, con biết này cũng không cần thiết phải level 100 luôn các bạn. Vì nó nó không cần, nó không cần cấp đâu các bạn, nó chỉ cần học được mấy chiêu đó thôi, còn cái lúc mà các bạn substitute nó thì nó sẽ tính theo cái phần trăm của máu thôi chứ nó không ảnh hưởng tới cái số lượng máu của bạn lớn hay nhỏ đấy cho nên là cũng cũng chỉ có mỗi con banh là các bạn sử dụng level 100 thôi chứ mấy con khác các bạn sử dụng level thường như mình là được level bình thường thôi không cần thiết level cao luôn đấy thì các bạn sẽ kiếm được cả đống tiền thậm chí là kiếm được hơn một triệu game này khá là dễ trong cái việc kiếm tiền luôn đây mình sẽ đánh cho các bạn coi một cái trận mình hay đi kiếm tiền bình thường thì mình sẽ đi kiếm tiền bằng cái cách là đi đánh boss thôi các bạn và mình nghĩ là các bạn cũng vậy tại vì là đi đánh boss thì cái cái lượng tiền mà nó cho một lần đó, nó khoảng 30 000 ngàn khá là cao mà các bạn chỉ mất có khoảng tầm 5 đến 10 phút là các bạn đã diệt xong con boss rồi rất là đơn giản luôn đấy rồi mình sẽ đánh con boss ở trong này không biết mình còn cái repeat nào không ta để nó để nó dướng mình quá rồi nha các bạn Go Rabbit mình cũng không cần thiết phải cầm Left Flower luôn Đấy Các bạn thấy không Tim không có cần cầm cái gì hết trơn luôn ấy. Đấy không biết rồi con này mình đánh cho À con này mình con này mình đánh rồi Con này mình đánh rồi mình kiếm con khác mình đánh Con này mình đánh rồi các bạn thông cảm ha Để mình chút xíu Để mình kiếm con nào mình chưa đánh nó mình bêm nó Cho các bạn coi Tại vì là có nhiều con quá mình đánh nhiều con quá rồi bây giờ mình... một số con mình <laughs> mình không có mình không có đánh được ấy hết hết nó phải đợi 20 ngày mới đánh được các bạn ha phải đợi 20 ngày mới đánh được còn bây giờ mình phải đi kiếm con nào mà mình đánh được mình đánh à, các bạn đợi mình xíu nha mình sẽ sợ thử coi là mình còn con có nào mình đánh chứ mất công là mình sẽ mình đi rồi mình lại mình đi rồi mình lại ấy nữa mình đi lại mình lại gặp những cái con cái con mình chưa mình đánh rồi nữa đang sợ <laughs> Rồi, Erika Cochi, À Kochi mình mình đánh chưa đánh à, Ok. Kochi mình chưa đánh thì mình không cần thiết à, phải ờ à, ừ, mình phải qua Savron City. Rồi nha các bạn, giờ mình sẽ đánh với cái con có tên là Kochi nha các bạn coi nha. Coi mình đánh với cái team mà có dễ tìm luôn các bạn. Team rất là dễ tìm và kiếm được tiền không các bạn thấy không? Tiền của mình bây giờ lên tiền triệu rồi nè. Đó, à, không? Mình chưa bao giờ cầm được tiền triệu và bây giờ mình lại cầm được tiền triệu rất là ngon luôn các bạn ha rất là ngon luôn rồi bây giờ mình sẽ vô đánh với con boss này Boss mấy con mà chữ đỏ ở đầu là các bạn đánh được hết rồi vô quốc nó luôn các bạn hay không mình đánh chế độ khó luôn nha đây đầu tiên thì uh, các bạn chuyển cái đuôi legend theo cho nó <cười> đấy <cười> bây giờ nó là ví dụ mà các bạn có con uh, có con mèo đó, thì các bạn cũng chuyển cái đuôi cho nó y chang con mình luôn cứ đeo cái đuôi lên theo rồi chụp ít zero là nó sẽ giữ được cái đuôi sau đó lấy con fish ra con này cấp bao nhiêu cũng được tại vì là mình đã đánh trước rồi ha mình đã đánh trước rồi giờ mình đánh simbu rồi giờ chuyển đổi bi của nó thành simbu mình rồi đó con dịch thăm nhiệm vụ của con dịch rồi <laughs> cúp này nếu mà các bạn có con <laughs> các bạn có con uh, prelom thì các bạn có poison heal á các bạn hồi máu các bạn sẽ substitute tốt được bạn sẽ flash được nhiều lần có không thì các bạn chơi con nào cũng được tại vì là khi mà các bạn flash một con này các bạn sẽ được tới tận hai lần đấy tới tận hai lần flash lần bây à, giờ là bốn lần rồi đúng không đấy không flash ba cái mình xài bị cái chu cũng được các bạn bảo là phải xài con này xài cũng kia không cần thiết đâu các bạn đó, bị cách chu là đủ làm vụ rồi. Rồi giờ mình lấy con đi cleat ra. Rồi thả cho nó một cái steroid. Giờ nó đánh hộp rồi nè, mình tự sát luôn. Thấy không? Giờ nó giảm cái cái đam của nó xuống hai bậc nữa. Quá ngon các bạn, rất là đơn giản để đánh với cái con này luôn. Rồi giờ mình sẽ lấy uh, Gorebit ra để gồng. Các bạn thấy không? Một cái team mà coi như là chả có cái gì luôn á, chả có cái gì gọi là hay ho luôn. Ờ, mấy bạn bảo là sao anh bỏ tim đó đi làm tim khác ngon hơn ủa ngon hơn chỗ nào mình thấy tim này là ngon nhất rồi còn gì nữa không vẫn ngon <laughs> khi mà bạn xài được là vẫn ngon không có gì gọi là không ngon hết các bạn đi luyện cho quá cái tim lên cuối cùng các bạn hả có những thứ các bạn không xài à, trong khi những cái thứ mà các bạn đang xài các bạn không dùng kỹ để này để kia rồi các bạn luyện quá cái tim lên để là làm cái gì đúng không trong khi mấy bạn mới vô chơi các bạn còn không có không có được một cái tim ngon các bạn phải xài những cái tim nhỏ nhỏ vậy đấy đây là một cái cách rất là ok cho những cái bạn nào mà mới chơi với các bạn các bạn không có được một cái một cái tim hoàn chỉnh để đánh ba tên bat, thì các bạn xài một cái tim đại trà vậy là các bạn có thể làm ok rồi đấy lúc này các bạn chuyển sang con banh goro hoặc là con khỉ gì cũng được các bạn đánh bao trip là các bạn bao thắng nha <laughs> đây còn nếu mà các bạn con khỉ thì các bạn nên đeo một cái focus cho nó. Focus là cái vật phẩm mà làm cho nó không chết ấy. Không chết một lượt ấy. Đấy, không quanh ít. Và bạn substitute cho nó là nó được ba lần đánh liên tục, phải không? Một cái sub, một cái focus với lại một cái mạng của nó nữa là ba mạng. các bạn có thể đánh một một không chết ba trong trong vòng hai hai lần. Ý ba lần chứ, bạn có thể xài được ba lần đấy dễ gì con của nó có cả hai con có cầm phô kết mà chỉ dùng hai con có cầm phô kết thì các bạn cũng win ba con cầm phô kết thì mới may ra thắng được con khỉ còn ban thì chắc là không có cần đâu với lại mình có steel mà mình sợ gì phô kết đúng không trừ khi có alakazam nhưng mà nó đâu có thể nào cầm hai con alakazam trong một trận được cho nên là cái khả năng mà các bạn chiến thắng là chắc chắn rồi à, rất là đơn giản luôn các bạn kiếm có thể kiếm tiền triệu trong game này rất là đơn giản ha. Đó, rồi giờ mình bêm con này. Con này nó cùng nó cùng hệ, hệ với mình luôn này và nó có cả bóng tối nữa. Rồi, mà nó cũng chết thôi ha. Đấy. Rồi mình đấy mình chiến thắng ở các bạn. Mình lấy 32.000 nhận 5 PVE coi được cả một con rap rất là ngon luôn các bạn. Đơn giản ha, dễ ăn, dễ chơi ha kiếm tiền không giờ là mình là một triệu 56 ngàn không rất là đơn giản để kiếm một triệu mốt triệu hai triệu ba kiếm nhanh gọn lẹ kiếm rất là dễ kiếm luôn thậm chí là mình kiếm 2 triệu 10 triệu trên đó nữa vẫn ok thấy không kiếm được một con rát có bị telepathy luôn nè nhưng mà con rác này nó hơi yếu ở bị ẩn luôn nha các bạn rát lại bị ẩn luôn. Ở bị ẩn thì nó sẽ ra là con uh, uh, con uh, Gala Galaje cũng là telepathy. Hay là con này thì nó có bị justify khi bị đánh uh, chiều bóng tối sẽ tăng đam lên. Đấy. Tăng đam tay lên đấm cho mà thấy cảnh. Ừ. Con này thì chỉ số không đẹp nhưng mà được cái ở bị ẩn. <laughs> À, nói chung là không ngon bỏ rồi clip của mình uh, hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền triệu tới đây uh, tạm dừng ha chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha bye bye các bạn nha